Bức vợ ngày hôm nay thì gia đình mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm nấm chiên giòn nha. Nấm chiên giòn này thì mình có thể ăn với sốt mè đen, tương ớt hoặc là sốt mayonnaise với tương ớt rất là ngon và chống ngấy nha. Và những cái ngày rằm ngày chay như thế này thì chúng ta làm cái món này ăn cũng rất là lạ miệng đó. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với kênh Bức của vợ ngày hôm nay nha. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là nấm ha. Một cái vị nấm này thì các anh chị và các bạn cũng có thể thay thế bằng nấm hải sản, nấm kim châm, nấm gì đó mình thích, nấm đùi gà cũng được. Một bịch bột chiên giòn với của Mijan này ha. Và sốt mè đen và tương ớt. Cái này thì mình mua trong siêu thị rất là nhiều. Đầu tiên thì mình sẽ cho một cái tô nước và mình cho vô đây là 1/3 muỗng cà phê muối. Và mình sẽ làm nấm ha. Cắt cái cuống ra. Và cái nấm nào mà cảm thấy to quá thì mình chúng ta chẻ đôi ra. Và khi mà mình ngâm nấm qua rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình pha bột luôn. Cái bột chiên giòn này thì các anh chị và các bạn nên sử dụng cái bột chiên giòn mà có cái gia vị pha sẵn. Thì khi mà mình chiên vô thì mình không cần phải nêm nếm gì quá nhiều và cái bột chiên giòn nó cũng sẽ đậm đà. Mình chiên chung với nấm thì nó sẽ ngon hơn. Và cứ khi mà bỏ bột vô rồi thì chúng ta sẽ cho nước vô từ từ và mình tạo cái phần bột này nó có cái độ sánh vừa phải là được nha. Cho từ từ thôi nha, đừng có cho nhiều quá thì chạy nhiều quá nó loãng quá thì mình không kịp chữa đâu. Mình tạo cái phần bột này đừng có lỏng quá nhé, tại vì mình nó hơi sệt sệt, nó có độ sánh một tí thì nó sẽ dễ bao vô cái nấm của mình. Và khi mà đã pha bột xong rồi thì chúng ta sẽ mang cái nấm này đi rửa sạch lại với nước. Khi mà rửa sạch lại với nước thì chúng ta sẽ để ráo và bắt lên một cái chảo dầu. Và cái dầu này nếu mà gia đình mình ăn chay thì mình có thể sử dụng cái dầu mà cho chuyên cho ăn chay nhé. Và khi mà đợi cái phần dầu nóng thì chúng ta sẽ cho cái nấm vô và mình nhúng bột cho nó áo một cái lớp bột nhé. Và đảm bảo rằng dầu nó phải thật sôi và nóng thì chúng ta mới cho cái nấm này vô chiên. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ làm lần lượt cho tới khi nào mà mình chiên xong cái số nấm của mình. Và cái này thì mình chỉ cần chiên khi mà bỏ vô rồi thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ xuống. Và mình sẽ chiên trên lửa trung bình. Chiên cho tới khi nào mà cái miếng nấm của mình nó vàng giòn đều là chúng ta sẽ vớt ra ngoài nha. Đó, nhớ là giảm lửa nhỏ xuống và chiên từ từ thôi. Đừng có chiên lửa to quá thì nó sẽ bị khét.
Và bây giờ thì mình đã cảm thấy rằng cái nấm của mình đã vàng giòn rồi thì mình sẽ lấy ra ngoài đây ha. Món này thì rất là đơn giản thôi, mình vào bếp chỉ trong tích tắc là mình cũng có thể có một cái món ngon cho những cái ngày chay rồi. Đây là thành phẩm của chúng ta đây ạ, rất là ngon luôn, hấp dẫn lắm nhé. Nếu mà các anh chị theo dõi từ nãy giờ thấy kênh bếp của vợ chia sẻ ngày hôm nay với món nấm chiên giòn ngày hôm nay ngon và lạ miệng thì hãy cho kênh bếp của vợ một like hoặc đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Hoặc là có những cái đóng góp tích cực nào đó thì góp ý cho một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà ở những video tiếp theo nha. Thank you.